Nghệ sĩ Việt Hương khóc nhớ anh Vũ trong ngày đo tự sát. Tối ngày 6 tháng 4 theo giờ địa phương tại Mỹ, tang lễ của nghệ sĩ anh Vũ đã được tiến hành tại quận Cam, bang California của Mỹ. Ngày 9 tháng 4, thi thể của nghệ sĩ anh Vũ sẽ được đưa về nước. Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã nhớ đến nghệ sĩ anh Vũ, trong đó có nghệ sĩ Việt Hương. Nghệ sĩ Việt Hương đã xúc động nhắc lại kỷ niệm khó quên, đó là ngày 25 tháng 3, 2016. Chị cùng các nghệ sĩ anh Vũ Bảo Chung Chí Tài đến xưởng đúc tượng sáp thuộc công ty cổ phần tượng sáp Việt để đo đạc chỉ số, đúc bức tượng. Chúng tôi được mời đến để làm tượng sáp, anh Vũ vui lắm. Cùng với anh chị em nghệ sĩ hài chụp ảnh lưu niệm và nói về cảm xúc của mình khi vinh dự được mời làm tượng. Anh Vũ còn nói, có bức tượng này mai mốt con cháu mình và khán giả thân thương còn được nhìn thấy mình bên cạnh nhiều thế hệ nghệ sĩ. Nghệ sĩ Việt Hương nhớ lại. Nghệ nhân đúc tượng sáp Nguyễn Thị Diện xúc động kể, sau ngày đo đạc, nghệ sĩ anh Vũ đã gọi điện thoại hẹn ngày lên, tặng bộ trang phục để mặc cho bức tượng. Anh phấn khởi lắm, cung cấp những thông tin về tiểu sử cá nhân để chúng tôi in tấm bảng giới thiệu bên cạnh bức tượng của mình. Anh còn dặn, khi nào xong phần đúc cơ bản gương mặt, cho phép anh đến xem để góp ý chỉnh sửa. Rồi đến khi chúng tôi tổ chức trưng bày tại Nhà hát Hòa Bình, anh đề nghị được đặt bức tượng đứng cạnh hai nghệ sĩ mà anh yêu quý. Đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Chúng tôi đã thực hiện đúng nguyện vọng của nghệ sĩ anh Vũ. Hiện nay, khu trưng bày tượng sáp Việt đã được chuyển về khu du lịch Suối Tiên. Nghệ nhân Nguyễn Thị Diện cho biết những ngày qua rất đông du khách đến tham quan khu trưng bày, đã ghé đến chụp ảnh với bức tượng của nghệ sĩ anh Vũ. Các em sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đến xin ghi hình bên cạnh bức tượng sáp của anh Vũ, đồng thời bày tỏ sự thương tiếc đối với người nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến cho sân khấu. Phúc ngẫu hơn các nghệ sĩ hài khi đo tượng sáp, nghệ sĩ anh Vũ trong lúc đo rất ái ngại vì sự chứng kiến của nghệ sĩ Chí Tài, Việt Hương và Bảo Chung. Nghệ sĩ anh Vũ lý lắc bên bức tượng MC Quyền Linh. Nghệ sĩ anh Vũ ôm chầm bức tượng nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Nghệ sĩ anh Vũ bên bức tượng sáp của MC Thanh Bạch. Nghệ sĩ anh Vũ rất vui trong ngày thực hiện bức tượng sáp của mình. Tin mới nhất, nghệ sĩ Hồng Vân thông báo thời gian địa điểm cúng viếng nghệ sĩ anh Vũ ở Việt Nam. Đã có thời gian địa điểm cúng viếng của nghệ sĩ anh Vũ ở Mỹ và Việt Nam. Trưa ngày 6 tháng 4, nghệ sĩ Hồng Vân và ca sĩ Lê Ông Vũ, người được ủy quyền nhận thi hài anh Vũ ở Mỹ đưa về Việt Nam, đã thông báo nhận tin tức mới nhất về lễ tang danh hài anh Vũ và cho biết thi hài của cố nghệ sĩ sẽ về sớm hơn một ngày. Lễ viếng anh Vũ ở Mỹ được tổ chức tại nhà quan An Lạc, nhóm bạn gồm Lê Ông Vũ, Andy Thái Nguyễn, Trần Bích Thảo, Hoài Tâm và Gypsy Phương Trinh tiếp nhận đón khách đến viếng thi hài anh Vũ. Lễ viếng anh Vũ ở Mỹ được tổ chức tại nhà quan An Lạc. Vào ngày 7 tháng 4, mới đây nghệ sĩ Hồng Vân cập nhật thời gian địa điểm cúng viếng nghệ sĩ anh Vũ tại Việt Nam. Lễ viếng anh Vũ được tổ chức tại chùa Ứng Quang, 243 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ thăm viếng bắt đầu từ 16 giờ ngày 9 tháng 4 2019. Lễ động quan vào 6 giờ ngày 12 tháng 4 2019. Sau đó linh cữu được an táng tại nghĩa trang Phúc Yên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Gạt qua tất cả những lời ong tiếng ve và vượt qua được những trắc trở địa lý thì cuối cùng chị em mình cũng đạt được mục đích rồi Vũ ơi. Thứ ba này em sẽ được về với ba mẹ, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả Việt Nam sẽ được gặp em. Em chỉ tạm xa mọi người thôi đúng không Vũ? Một lần nữa, Vân xin được chuyển lời của gia đình anh Vũ. Cảm ơn tất cả bạn bè, các mạnh thường quân và khán giả yêu thương anh Vũ cả trong và ngoài nước đã giúp đỡ để đưa anh Vũ về được với gia đình. Cáo phó được nghệ sĩ Hồng Vân cập nhật trên trang cá nhân. Thi hài nghệ sĩ anh Vũ đã được đưa vào quan tài tại Mỹ. Biết bản thân lúc sinh thời thích áo dài, Lê Ông Vũ đã nhờ nhà thiết kế Kevin Hiệp thực hiện riêng một chiếc áo dài sang trọng để mặc cho anh Vũ. Hiện nguyên nhân cái chết của cố nghệ sĩ vẫn chưa được xác nhận. Trước đó rộ lên tin đồn nghệ sĩ anh Vũ chết vì tắm đêm, nhưng chia sẻ với báo chí ngày 4 tháng 4, cháu ruột của nghệ sĩ quá cố gọi nghệ sĩ anh Vũ bằng chú cho biết: em nghe tin từ Mỹ là chú bị đột quỵ, chứ chưa có ai nói chú mất vì tắm đêm. Với lại cảnh sát bên đó cũng chưa kết luận, giấy tờ lo chưa xong mà. Tình bạn thân thiết gần 15 năm của anh Vũ và Lê Ông Vũ. Khoảng cách nửa vòng trái đất không thể ngăn hai người tâm sự với nhau đủ chuyện, từ tình cảm đến công việc. Lê Ông Vũ và anh Vũ gặp nhau lần đầu tiên cách đây khoảng 14 năm, trong một lần nghệ sĩ hài sang Mỹ lưu diễn. Khi đó, Lê Ông Vũ có một cửa hàng thời trang mở chung với ca sĩ Andy Thái trên đường.
Ponca, California của Mỹ, còn anh Vũ thì được một bầu show mời ghé thăm cửa hàng băng đĩa gần đó. Vừa bước xuống khỏi ô tô để vào cửa hàng, anh Vũ đã nhận ra Andy Thái, chính là người bạn thân từng chơi với mình từ thuở chưa hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Sau màn tay bắt mặt mừng, Andy Thái đã giới thiệu Lý Ông Vũ với anh Vũ, họ trở thành bạn bè từ đó. Những cuộc trò chuyện và những lần đi ăn, đi chơi chung đã vun đắp tình bạn của anh Vũ và Lý Ông ngày càng trở nên thân thiết. Thông qua anh Vũ, Lê Ông được làm quen với nhiều nghệ sĩ từ Việt Nam sang như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Minh Nhí. Đi đâu hay gặp ai, anh Vũ cũng giới thiệu Lê Ông là bạn thân và như người trong gia đình của mình. Từ khi mấy anh em chơi với nhau, mỗi lần qua Mỹ, anh Vũ không mở khách sạn hoặc ở nhà người lạ nữa mà về nhà tuổi này ở. Anh bảo ở vậy cho có anh có em cùng nhau tâm sự cho vui và để chúng tôi khỏi phải mất công đưa đón anh đi ăn uống chi cho mệt. Lê Ông kể với báo: điều mà Lý Ông quý nhất ở anh Vũ chính là tính cách rõ ràng, thẳng thắn giống mình. Anh ấy không bao giờ lợi dụng bạn bè, kể cả tiền bạc lẫn tình cảm. Lý Ông nói, trong ký ức của anh, bạn thân là người rất tỉ mỉ, cẩn thận, kỹ tính và thường ghi chép rất cặn kẽ mọi thứ cần thiết trong điện thoại. Anh Vũ hài hước và rất hay làm thơ. Mỗi lần ngồi với bạn bè, anh Vũ đều khiến mọi người không thể nhịn cười vì những trò trêu chọc của mình. Lý Ông Vũ sang Mỹ từ nhỏ và từng có thời gian không rành tiếng Việt. Thuở mới quen nhau, anh Vũ thường mang chuyện này ra để trêu chọc. Lý Ông từng có lần dọa dẫm anh Vũ, cứ ăn hiếp tôi đi rồi đến ngày giỏi tiếng Việt tôi cho biết mặt nha. Dù vậy, Lý Ông chưa bao giờ thấy giận những trò trêu chọc của anh Vũ vì biết bản thân vốn tính hài hước, chỉ đùa cho vui. Sau vài năm, khả năng tiếng mẹ đẻ của Lý Ông tiến bộ rõ rệt và anh Vũ chẳng thể mang anh ra đùa với mọi người được nữa. Anh Vũ từng nói với Andy Thái, ngày xưa ăn hiếp Lý Ông dễ lắm vì nó không rành tiếng Việt. Thế mà giờ nó lanh quá toàn ăn hiếp mình thôi, giờ nó nuốt mình luôn rồi Thái ơi, chứ mình không có nuốt được nó nữa. Tôi cứ nhớ hoài câu đó, anh nói. Gần 15 năm làm bạn bè, Lê Ông nhiều lần về Việt Nam chơi với anh Vũ, anh kể. Nếu về Việt Nam 10 ngày thì 7 ngày tôi đi chơi với anh Vũ, trừ khi thời gian đó phải đi diễn nước ngoài thì đành phải chịu, còn nếu diễn tỉnh anh ấy lúc nào cũng rủ tôi đi cùng. Nam ca sĩ nhớ nhất một lần về Việt Nam và theo anh Vũ đi diễn ở Bảo Lộc. Khi đó anh Vũ thuê một chiếc xe hơi có người lái để đi cùng Lê Ông và một người bạn nữa. Họ đi riêng để thoải mái trò chuyện, mà không làm ảnh hưởng đến lịch trình của cả đoàn. Sau khi anh Vũ diễn xong ở Bảo Lộc, họ chạy xe về Đà Lạt rồi Phan Thiết nghỉ dưỡng. Chuyến đi tràn ngập tiếng cười và niềm vui, khiến Lê Ông chẳng bao giờ quên. Khi Lê Ông tập tễnh, bước vào con đường nghệ thuật, anh Vũ đã là một nghệ sĩ rất nổi tiếng. Nghệ sĩ hài từng nhiều lần khuyên bạn thân nên về nước phát triển sự nghiệp ca hát. Anh Vũ hứa sẽ giới thiệu cho bạn Lê Ông các mối quan hệ của anh để dễ bề làm việc. Thời điểm nhạc chuông, nhạc chờ rất thịnh ở Việt Nam, anh Vũ đã lấy bài của Lê Ông để gửi cho một số đơn vị. Tuy nhiên, Lê Ông chưa bao giờ có ý định về nước làm việc nên không tranh thủ các cơ hội đó. Kể cả khi anh Vũ sang Mỹ lưu diễn, Lê Ông chỉ chở bạn đi chạy show chứ chưa bao giờ hoạt động chung hay nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Ở cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng anh Vũ và Lê Ông rất thường xuyên trò chuyện. Có tâm sự gì về chuyện tình cảm hay công việc, anh Vũ cũng tìm đến Lê Ông để chia sẻ và ngược lại. Mỗi lần sang Mỹ, nếu không ở nhà Lê Ông, anh Vũ cũng không quên thông báo và hẹn gặp bạn thân. Trước khi qua đời ít giờ, anh Vũ vẫn nhắn tin cho Lê Ông và dặn anh sắp xếp để cùng đi ăn uống và tám chuyện với Andy Thái. Biết tin anh Vũ qua đời đột ngột tại Mỹ, Lê Ông không thể tin vào tai mình và cứ nghĩ rằng đang nghe chuyện đùa. Khi biết chắc đó là sự thật, anh mới vội vàng gọi điện cho tất cả những người mình quen biết ở Việt Nam, bao gồm nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Minh Nhí, Lê Giang, Lê Lộc, để nhờ họ báo tin cho gia đình bạn. Tuy nhiên vì lúc đó trong nước đang là buổi đêm nên chẳng ai nghe máy. Tôi gần như cố gắng thử cơ hội cuối cùng khi gọi cho thầy Minh Nhí và may sao lúc ấy thầy bắt máy. Lê Ông nhớ lại. Sau khi nghe tin anh Vũ qua đời, Lê Ông chính là người đứng ra xác nhận về tình hình thân nhân của nghệ sĩ với phía cảnh sát. Sau đó anh được gia đình nghệ sĩ ủy quyền lo mọi thủ tục nhận thi hài ở Mỹ. Sáng ngày 4 tháng 4, Lê Ông cùng anh chị tư của anh Vũ đến cơ quan chức năng làm việc. Trong live stream thông báo tình hình trên Facebook, người đàn ông cao lớn trong bộ đồ màu đen không kìm được xúc động khi nhắc người bạn thân xấu số. Biết anh Vũ lúc sinh thời thích áo dài và rất coi trọng hình ảnh, Lê Ông đã đặt riêng một bộ áo dài sang trọng để mặc cho anh. Nam ca sĩ muốn bạn mình đẹp hơn khi gặp lại mọi người tại nhà hoàng ở Mỹ trước khi được đưa về Việt Nam. Chưa hết bàng hoàng trước cái chết của bạn thân, nhưng Lê Ông luôn cố gắng bình tĩnh để làm mọi việc cần thiết cho hành trình về với đất mẹ của anh Vũ. Trên trang cá nhân, Lê Ông viết về anh Vũ: tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Lễ viếng anh Vũ tại Mỹ đã diễn ra từ 14 giờ đến 20 giờ ngày thứ Bảy 6 tháng 4 hôm qua ở nhà Quàng An Lạc. Thi hài nghệ sĩ dự kiến được đưa về Việt Nam vào ngày 8 tháng 4 theo đường hàng không.
Vũ về hãng Cathay Pacific chuyên cơ vận chuyển hàng hóa. Những thông tin mới nhất về quá trình vận chuyển thi hài của nghệ sĩ về an nghỉ tại quê nhà. Thi hài nghệ sĩ Anh Vũ đang được đặt tại nhà quan An Lạc trước khi lên đường về chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Các nghệ sĩ hải ngoại viếng Anh Vũ vào ngày thứ Bảy, 6 tháng 4 hôm qua, 2019, từ 2 giờ đến 8 giờ tối giờ địa phương. Như vậy, theo chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, thứ Ba tuần tới, 9 tháng 4, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tại Việt Nam sẽ được gặp Anh Vũ và tiễn đưa cố nghệ sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ngoài ra, theo như lời kể của chồng ca sĩ Thu Phương, người đang sống ở Mỹ và cũng là ông bầu có tiếng, theo dõi sát sao vụ việc Anh Vũ cho hay, thi hài Anh Vũ sẽ về Việt Nam trên chuyên cơ vận chuyển hàng hóa của hãng hàng không 5 sao Cathay Pacific, giờ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất là 10 giờ 30. Chồng Thu Phương cũng tiết lộ thêm thủ tục Hoa Kỳ khi một người đột tử như Anh Vũ không rõ nguyên do thì phía cảnh sát không mua xác sẽ nhảy vào điều tra, họ phải đảm bảo thi thể không bị trúng độc, thải ra chất độc trên chuyến bay, trên đường từ Mỹ về Việt Nam, nói tóm lại là đột tử vì bệnh chứ không bị độc hại, hoặc mua xác trước khi người nhà được nhận thi thể. Khi cảnh sát không mua xác nhập cuộc, họ sẽ thu thập tất cả những gì liên quan đến nhân sự, bao gồm những loại thuốc đã tiêu thụ, trước khi đẩy máu ra ngoài để bơm chất loãng bảo quản và đông lạnh thi thể. Từ trong thì họ sẽ khám máu xem có chất kích thích hoặc thuốc trong máu hay không. Trong trường hợp của Anh Vũ, nếu đã uống thuốc ngủ thì dĩ nhiên sẽ hiện hữu trong máu lúc khám nghiệm thi thể, và họ sẽ dùng đó để biết nguyên nhân nào gây rối loạn tim mạch cấp tính dẫn đến tình trạng đột tử trong vài giờ. Chồng Thu Phương cập nhật một số thông tin bên lề nhưng cũng đáng chú ý. Ảnh bàn khám nghiệm tử thi và ướp thi thể được chồng Thu Phương minh họa kèm. Ảnh minh họa quá trình đưa quan tài lên máy bay. Anh Vũ sẽ về nước bằng máy bay của hãng hàng không 5 sao Cathay Pacific. Cáo phó cố nghệ sĩ Anh Vũ do nghệ sĩ Hồng Vân đăng tải.